Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Solid Bomb 2, let's go. Đây mình sẽ cho cân. Let's go. Let's go. Let's go, let's go. Wow, wow, wow. Oh my god, chết rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Subway Surfer. Ok, let's go. Lisa, ok. Thank you.
Wow, wow, chết chết. Ok, mình sẽ cẩn thận hơn quả này. Let's go. Ok, let's go. Oh my god. Bỏ vào đầu mình tưởng ăn là cái kia, đâm ra mình lại không để ý. Ok, và mình sẽ sang tới cân thứ 3. Lister Singh ha. Let's go. Ok, let's go. Wow. Game này mới update được các bạn ạ. Cho nên nhìn ông phù thủy này rất là khác luôn. Let's go. Kim cương gần 2 vàng. Ok, tiếp tục. Let's go. Wow, wow, wow. Rồi, chuẩn bị vào trong đây. Xem anh quỷ này đánh đủ gì. Anh nói chưa? Let's go. Thank you.
Wow, càng lúc càng khó luôn. Ok, nhưng không sao. Wow. Rất là hoa sọ luôn. Còn phát nữa thôi. Xong rồi. Bùm. Được 750 vàng. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Sibo Black Dream. Let's go. Ok, tiêu diệt những tên quỷ này. Này bây giờ yêu quái chứ, chứ không phải quỷ mà là yêu quái. Ok, let's go. Có cả một ông phù thủy ở trong này, mình sẽ có tiêu diệt ông phù thủy nữa. Chạy đâu cho hết lắm. Let's go. Oh my gosh. Oh my god. Wow. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ 5. Bon bon. Let's go. My time machine, perfect. Let's make a run for it. Are we there yet? Sorry. Yikes! My gosh, it's Monday! The bestest fun day! What? Sao quả giờ lại chết được? À thật. Ah,
Let's go. Look out! Look out! That's just my magnetic personality. Wow, what a rất là khó nhìn một chút, nhưng không sao. Just what I always wanted. Okay. I hope we're not running in circles. I prefer running in lines. Let's go. Something good over here. Nhạc của Mom này cũng rất là hay luôn các bạn nhá. Mình đã chờ nó có lốc xe, nhưng mà thôi mình sẽ bỏ lốc xe này đi. So okay, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sonic Dash, let's go. Dồn dòng, okay. Let's go. Thank you.
Let's go. Oh my god. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Rixi game. Tập trung vào đây. Wow. Ok. Let's go. Mình đang đi chở hàng. Đúng rồi, đúng rồi. Wow. Wow, oh my gosh. Ok, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Zoom Money, Epic Run. Let's go. Anh chàng General Ross. Ok. Let's go. Oh my god. Chẳng có đại bằng đi. Oh my gosh, chết rồi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.